Luôn cần làm để thấu hiểu. Đúng rồi. Không cần thấy luôn dấn thân bài nhược tiểu. Đúng luôn. Thiên thần kết đuôi đeo mặt nạ ác quỷ. Mang trên vai cán cân anh tìm một chừng lý. Bao đôi mắt nhìn theo xem thường và dè biểu. Thầm lặng không cần người khác hiểu. Trầm lặng sứ mệnh nằm trên vai. Bất công ngay trước mặt anh không thể khoanh tay. Mắt anh chứng kiến nhiều tội ác con người ướm mầm. Phát trời vương canh hóa vạn cánh tay cổ thụ. Tai anh nghe thấy nhiều tội ác con người giam cầm. Bao người bao nhà biết bao đêm không thể ngủ. Làm sao đưa nó ra ánh sáng à? Làm sao trừng phạt cho thích đáng? Làm sao? Lòng anh thì tự như tiếng sóng. Muốn kết thúc chuyện này bằng dấu chấm. Trong nhân gian đầy ấy xa đoạn, tai ta nghe lời theo bóng ma. Hơn ta mang tội lỗi cho trời, tay ta gieo nhiều chuyện thương vong. Có đâu ngờ những mong cuồng khiến ta thành loài thú trong chuồng. Tương lai đâu, tương lai đâu, sao chẳng thấy ta lao theo không nghe ai. Vì ta dậy không ai thăm, không ai chăm, đời ta như trắng tay. Như ký ức bỗng thức giấc dậy bỏ ta từng ngày. Có đâu ngờ như phải tới nên phải chơi cho đến cùng hết. Miệng đời sẽ chê cười vào cái ngày cho nên đóng khung. Vết nhơ không thể lâu vì nó không giống như vết mực. Che già măng mọc loàn bóng ma chợt trái đất. Ba mẹ sẽ thấy nào khi thấy con mình thua tư duy? Ba mong con thành tài, mẹ muốn thấy con ngồi công ty. Anh thường xuyên đổ lỗi cho tuổi trẻ mình ngông cuồng. Quay đầu không đúng lúc thì nên gọi đó là muộn. Những thứ không nên biết nhưng anh lại biết quá nhiều. Cái gì anh cũng có nhưng đạo đức thì quá yếu. Có người hỏi về già anh dự định sẽ làm cái gì. Anh ngồi ngẫm thật lâu vì con đường tối mịt đi. Người thân đâu, anh em đâu, rồi tình yêu đâu. Trong mắt xã hội anh như là một con sâu. Người thân đâu, anh em đâu, rồi tình yêu đâu. Tất cả mọi thứ trên đời không cạnh ta được lâu đâu.